Trong 10 tháng năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã trích xuất, hoàn thiện hồ sơ hơn 110.000 trường hợp vi phạm phạt nguội, có hơn 20.000 trường hợp đã thực hiện quy định xử phạt, thu vào kho bạc nhà nước hơn 35 tỷ đồng. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, việc phạt nguội giúp cho người dân nâng cao được ý thức khi tham gia giao thông, giảm tải cho lực lượng cảnh sát giao thông trong việc tuần tra, kiểm soát, nhưng vẫn đảm bảo được tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Bên cạnh đó, xử phạt nguội bằng hệ thống camera giám sát còn giúp phát hiện nhiều vụ việc khác về an ninh trật tự, tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông để kịp thời bố trí cán bộ chiến sĩ giải quyết vụ việc, giải tỏa ùn tắc giúp cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Qua kiểm tra, phát hiện công ty này có nhiều vi phạm. Cụ thể, công ty không trích xuất được dữ liệu tổng hợp về hồ sơ lý lịch phương tiện theo quy định. Nhiều trường hợp lái xe vi phạm thời gian lái liên tục quá 4 giờ và vi phạm thời gian lái xe làm việc trong ngày quá 10 giờ theo quy định. Công ty không thực hiện theo dõi khám sức khỏe định kỳ lái xe theo quy định. Hợp đồng vận chuyển hành khách, du lịch, lữ hành của công ty không đảm bảo đầy đủ nội dung tối thiểu được quy định. Hiện Sở Giao thông Vận tải sẽ chuyển Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng có liên quan để xem xét và xử lý theo quy định. Tổ liên ngành gồm công an, thuế, quản lý thị trường, y tế, văn hóa sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất và xử lý mọi hành vi vi phạm tại các nhà hàng, quán cà phê, có nhạc. Đây là khu vực tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, có số lượng lớn người nước ngoài, người từ vùng khác đến lưu trú, tham quan và vui chơi giải trí. Do đó, một số cơ sở vẫn để xảy ra tình trạng mua bán sử dụng trái phép chất ma túy, bóng cười, si sa trong các cơ sở kinh doanh. Chỉ trong khoảng hơn một năm trở lại đây, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện điều tra 8 vụ bắt giữ 81 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà hàng, quán cà phê, có sử dụng nhạc. Mục tiêu sắp tới là để quận Hoàn Kiếm thành địa bàn không ma túy, bóng cười, phục vụ tốt việc quảng bá hình ảnh du lịch của thủ đô. Sau vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân làm 56 người chết, Hà Nội đã tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các công trình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Qua tổng kiểm tra, gần 23.400 lượt cơ sở, lực lượng chức năng của thành phố phát hiện 1.062 trường hợp xây dựng sai phép. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót liên quan tới các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Yêu cầu với các đơn vị có tồn tại, hạn chế phải tổ chức họp kiểm điểm, chấn chỉnh. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện không nghiêm chỉ đạo của thành phố. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 10 năm 2023. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin về việc thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm y tế cho người tham gia. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thành lập các đoàn công tác làm việc với 63 bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố. Nội dung làm việc tập trung gỡ vướng, bảo đảm cung ứng thuốc, kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho bệnh nhân bảo hiểm y tế. Đến nay, nhiều tỉnh, thành phố, cơ sở khám chữa bệnh tiến hành mua bổ sung thuốc bằng nhiều hình thức như chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, điều tiết thuốc. Các cơ sở khám chữa bệnh cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu thuốc, đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân bảo hiểm y tế. Ngày 27 tháng 10, sau 14 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 22 bị cáo trong vụ án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi giai đoạn 2. Theo phán quyết, bị can Trần Văn Tám, cựu tổng giám đốc VEC, bị tuyên 5 năm 6 tháng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Mai Tuấn Anh, cựu chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc VEC, bị phạt 42 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cũng buộc 5 nhà thầu phải bồi thường cho chủ đầu tư là Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC với tổng số tiền 460 tỷ đồng, tương ứng giá trị các gói thầu không đạt chất lượng. Hai nhà thầu Trung Quốc gồm Tập đoàn Công trình Giao thông tỉnh Sơn Đông và Tập đoàn Xây dựng tỉnh Giang Tô phải bồi thường hai gói thầu trị giá 214 tỷ đồng cho chủ đầu tư dự án. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xác định dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư, tổng chiều dài gần 140 km. Tuy nhiên, khi mới đưa vào vận hành khai thác, trên toàn tuyến đã xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng trên mặt đường bê tông nhựa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành khai thác, an toàn khi tham gia giao thông.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder cho biết, các binh sĩ được điều động thuộc các đơn vị hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và Avenger và một số đơn vị phòng không từ các bang của Mỹ. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các đơn vị được điều động sẽ không tới Israel mà làm nhiệm vụ hỗ trợ các nỗ lực răn đe khu vực cũng như tăng cường bảo vệ các lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Bảo vệ các lực lượng Mỹ trong khu vực là một trong ba mục tiêu hàng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ kể từ khi Hamas tấn công Israel. Hai mục tiêu khác bao gồm hỗ trợ quyền tự vệ của Israel và ngăn ngừa cuộc xung đột không lan rộng ra toàn khu vực. Mỹ đã triển khai hai nhóm tàu tác chiến sân bay cùng tàu chiến và máy bay chiến đấu tới Trung Đông nhằm bảo vệ binh sĩ Mỹ cũng như răn đe các lực lượng tìm cách mở rộng cuộc xung đột. Phát biểu mở đầu cuộc gặp người đồng cấp nước chủ nhà Antony Blinken tại Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ hy vọng quan hệ Trung-Mỹ sẽ trở nên ổn định hơn sau những sóng gió giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trung Quốc và Mỹ là hai nước lớn. Chúng ta có những bất đồng, chúng ta có sự khác biệt. Đồng thời chúng ta cũng chia sẻ những lợi ích chung quan trọng và chúng ta phải đối mặt với cả những thách thức. Vì vậy chúng ta cần phải cùng nhau giải quyết. Trung Quốc và Mỹ cần phải có đối thoại. Không chỉ nên nối lại đối thoại, mà đối thoại còn phải sâu sắc và toàn diện để tăng cường hiểu biết, giảm bớt hiểu lầm, tìm cách mở rộng điểm chung và theo đuổi sự hợp tác có lợi cho cả hai bên. Về phần mình, Ngoại trưởng Blinken cũng bày tỏ nhất trí với những nội dung mà người đồng cấp Trung Quốc đã đề cập, đồng thời hy vọng về những cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa hai bên. Bốn tháng sau khi diễn ra các vụ bạo loạn đô thị bắt nguồn từ vụ việc cảnh sát bắn chết một thiếu niên ở ngoại ô thủ đô Paris, Thủ tướng Pháp bà Elisabeth Borne hôm qua đã công bố các biện pháp mới để tăng cường an ninh và phòng ngừa các cuộc bạo loạn đô thị tái diễn, nhất là ngăn chặn sự tham gia của trẻ vị thành niên. Theo đó, Pháp sẽ thành lập một đơn vị mới có tên gọi Lực lượng Hành động Cộng hòa, với sự tham gia của nhiều cơ quan liên ngành, bao gồm thẩm phán, cảnh sát, tư pháp, tài chính, xã hội và giáo dưỡng. Lực lượng Hành động Cộng hòa sẽ được triển khai chủ yếu tại những khu vực đô thị phức tạp về an ninh trật tự và dự kiến sẽ được ra mắt trước tại các thành phố Besançon, Valence và Maubeuge vào cuối năm nay. Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cho biết, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Pháp đã tuyển mới 10.000 cảnh sát và hiến binh và dự kiến từ nay đến năm 2027 sẽ bổ sung thêm 8.500 biên chế để thành lập 238 lữ đoàn hiến binh mới. Bên cạnh việc bổ sung lực lượng hành pháp, Pháp cũng tăng cường các biện pháp tư pháp. Những đối tượng là trẻ vị thành niên, vi phạm trật tự an ninh hay tham gia gây rối sẽ được đưa vào các cơ sở giáo dưỡng bảo trợ thanh niên. Thậm chí các trường hợp cá biệt sẽ phải trải qua các chương trình giám sát và rèn luyện trong quân đội. Hàng nghìn mảnh ghép Lego đã được sử dụng để tạo ra các nhân vật gắn liền với ngày lễ Halloween truyền thống như bí ngô, nhện, chuột và những cây nấm đầy màu sắc. Nổi bật trong đó là trái bí ngô khổng lồ được tạo ra từ 100.000 mảnh ghép Lego. Chúng tôi có cánh đồng bí ngô, nơi chúng tôi đã thu hoạch tất cả các quả bí ngô này và sau đó chúng tôi tổ chức triển lãm ở đây. Chúng tôi muốn xây dựng cánh đồng bí ngô Lego lớn nhất từng thấy. Rất nhiều bí ngô ở đây, nhện, những hình thù ma quái. Vâng, mọi thứ thật hoàn hảo, cả người lớn và trẻ em đều thích, dù là chủ đề ma mị, song lại không quá đáng sợ. Du khách đến với Legoland ở Đan Mạch mùa Halloween năm nay cũng có cơ hội tham gia tạo hình các trái bí ngô hay các nhân vật ma quái theo sáng tạo của riêng mình. Sau đó tất cả sẽ được trưng bày trên cánh đồng bí ngô ở đây trong suốt mùa Halloween, dự kiến kết thúc vào ngày 5 tháng 11 tới.